Theo trang thống kê CoinMarketCap, hiện tại vốn hóa thị trường của Avax đang là 20,7 tỷ đô, nó tương đương với vốn hóa của Polkadot. Và từ khi bắt đầu list vào sàn Binance thì nó lợi ích hơn 170 lần rồi. Vậy xu hướng sắp tới đồng coin này còn phát triển hay không và phát triển đến ngưỡng nào? Chúng ta cùng tìm hiểu ở video này với mình nhé. Hello tất cả anh em, welcome mọi người đã trở lại với channel của mình. Và mọi người thấy rằng hiện tại các hệ sinh thái đang bùng nổ cực kỳ là mạnh, trong đó những đồng Linky Token có thể kể đến như là đồng Sol của hệ sinh thái Solana, nó lợi ích hơn 1.400 lần so với cả giá ICO với ATH của nó đạt được. Và ngày hôm nay trở lại video này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một cái đồng Linky Token của một hệ sinh thái, đó là Avalanche, đó là đồng AVAX. Thì hiện tại đồng AVAX thì chúng ta cũng thấy ở đầu video rồi, nó đang có vốn hóa thị trường là 20,7 tỷ đô. Liệu cái vốn hóa đó quá lớn không và nó có tiềm năng phát triển nữa hay không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu video này nhé. Ở video này mình sẽ chỉ ra những đặc điểm nổi bật của dự án thôi, và đặc biệt là thời gian tới nó sẽ có những thông tin tin tức nào quan trọng, và mình sẽ không đi sâu vào phân tích cụ thể chi tiết về cái đồng coin hay hệ sinh thái của nó đâu. Nếu mọi người cần thì mình sẽ làm một cái video sau. Tuy nhiên rất là nhiều các đội nhóm khác thì họ cũng đã có những bài phân tích rồi, chúng ta có thể tham khảo thêm nhé. Và như thường lệ, mọi người cảm thấy video hữu ích hãy để lại một like, một subscribe để kênh YouTube của mình. Tất cả nội dung trong video này sẽ mục đích cung cấp thông tin cho mọi người về một dự án theo cá nhân mình đánh giá nhé, là nó còn tiềm năng dài hơn nữa. Tuy nhiên mình sẽ không bao giờ khuyên mọi người là FOMO giá ngay trực tiếp đâu. Mọi người hãy cân nhắc về cái khoản đầu tư của mình nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ cần hiểu qua một chút Avalanche là gì và hiện tại những cái ứng dụng thực tế của nó vào nền tảng blockchain cũng như là những đặc điểm nổi bật của nó. Avalanche là một smart contract platform. Avalanche là một platform mã nguồn mở cho phép triển khai các ứng dụng có tính phi tập trung cao, các sản phẩm tài chính, tài sản số và các blockchain có khả năng tương tác với nhau. Như mọi người biết, hiện tại thì thị trường tài chính vẫn đang bị phân mảnh do luật lệ và khoảng cách địa lý rất là xa nhau. Điều này khiến cho việc giao dịch gặp nhiều khó khăn và một thông lượng tài sản giá trị lớn không thể tiếp cận được với nhu cầu người dùng trên toàn cầu. Và Avalanche cho phép mạng lưới tài chính có thể kết nối với nền tảng blockchain chung, giúp việc ra mắt, giao dịch các tài sản số trở nên dễ dàng hơn. Điều này có thể vì Avalanche tạo ra một cái nền tảng platform của platform, nơi chứa hàng ngàn các subnetwork khác nhau và tùy thuộc vào mục đích của người dùng. Và các subnetwork này có thể kết nối để tạo ra một mạng lưới thị trường toàn cầu. Avalanche lần đầu tiên được lên ý tưởng và chia sẻ ở trên hệ thống tệp Interplanetary, hay còn gọi là IPFS, vào tháng 5 năm 2018 bởi một nhóm những người đam mê nghiên cứu có biệt danh là Team Rocket, và sau đó thì được phát triển thành một nhóm nhà nghiên cứu chuyên dụng từ Đại học Cornell. Nghiên cứu do Admin Seal, là giáo sư khoa học máy tính và cũng là kỹ sư phần mềm luôn, được hỗ trợ bởi các sinh viên tiến sĩ Malfam, Jean hay là Kenvi Sekliqui. Sau khi mà đã nghiên cứu xong giai đoạn đó thì Avalab được thành lập để phát triển mạng lưới chủ yếu đáp ứng các yêu cầu phức tạp của ngành tài chính. Và vào tháng 3 năm 2020 thì cơ sở Ava cho phép giao thức đồng thuận Avalanche trở thành một mã nguồn mở và có thể sẵn sàng cung cấp ra ngoài quần chúng. Ngoài việc đáp ứng các nhu cầu phức tạp của ngành tài chính, Avalanche còn nhắm đến 3 trường hợp sử dụng rộng rãi, đó là xây dựng các blockchain riêng dành cho ứng dụng, mở rộng các triển khai được phép, xây dựng và khởi chạy các ứng dụng có khả năng mở rộng và phi tập trung cao như DApp, xây dựng với các tài sản kỹ thuật số phức tạp tùy ý với các quy tắc tùy chỉnh. Và đợt ra mắt lần đầu tiên đồng AVAX kết thúc vào ngày 15 tháng 7 năm 2020. Sau đó sự ra mắt Mainnet thì bắt đầu vào tháng 9 năm 2020. Vào tháng 9 năm 2020 thì giao thức cũng đã phát hành mã thông báo AVAX, và AVAX được thiết kế để trở thành một nền tảng blockchain hiệu suất cao, có thể mở rộng và có thể tùy chỉnh và an toàn. Về cái đặc điểm nổi bật của cái dự án Avalanche thì hiện tại trên màn hình mọi người có thể thấy có một cái bảng thống kê và so sánh về những cái chỉ số hiện tại ở một số hệ sinh thái, trong đó có Avalanche, Polkadot, Ethereum hay Bitcoin. Thì cái so sánh đầu tiên đó là về cái thông lượng giao dịch, thì Bitcoin chỉ đạt được là 7 TPS mà thôi, trong khi đó là Ethereum đạt được 14 TPS, Polkadot thì là 1.500 TPS, Avalanche thì rất là cao, đạt được là hơn 4.500 TPS mỗi giây. Cái thứ hai đó là cái thời gian xử lý lệnh giao dịch nhá. Thì Bitcoin đâu đó khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ, Ethereum từ 6 phút, 15 phút, 30 phút. Cái này thì nó sẽ tùy thuộc vào cái thời gian giao dịch nhá. Về Polkadot thì là 60 giây theo tính toán, và Avalanche thì theo tính toán của họ là nhỏ hơn 2 giây. Ngoài ra còn rất là nhiều các cái so sánh khác rất là chi tiết ở đây, mọi người có thể xem qua về những cái so sánh cụ thể của nó trên trang chủ chính thức avax.network. Hiện tại thì nó rất là nhiều các đặc điểm nổi bật, thì mọi người có thể xem qua thì thấy rằng là nó có cái đặc điểm nổi bật từ cái tốc độ xử lý giao dịch mỗi giây
của Avalanche thì rất là cao đúng không? Khả năng mở rộng, có khả năng xử lý hàng ngàn các giao dịch mỗi giây và cho phép tương thích với cả hàng ngàn validator mà không làm giảm hiệu năng của nó. Về bảo mật thì hiện tại Avalanche cũng mang cái tính gọi là bảo mật và an toàn rất là cao. Avalanche hiện tại cũng đang hỗ trợ cho các smart contract để tạo và sử dụng cái Solidity. Và một cái rất là hay ở trên nền tảng hệ sinh thái của Avalanche, khi mà chúng ta sử dụng blockchain của nó thì mọi người có thể là tự tạo blockchain chung hoặc là riêng tư. Và cái cuối cùng cực kỳ là quan trọng, đó là nó được xây dựng để phục vụ cái thị trường tài chính. Avalanche hỗ trợ hầu hết cho việc gọi là dễ dàng tạo ra và giao dịch các cái tài sản số với những điều khoản phức tạp. Các tài sản có thể đại diện như là vốn này, cổ phiếu, nợ bất động sản hay là rất là nhiều thứ khác nhé. Ok, và để đầu tư an tâm hơn thì chúng ta sẽ đến với đội team dev cũng như là dàn backer của dự án nhé. Thì như mọi người biết, Avalanche thì có 3 người đồng sáng lập, trong đó có ông Emin Gutierrez, ông ấy là nhà khoa học máy tính kỳ cựu đã gắn bó lâu dài với cả nền tảng Bitcoin cũng như là các cái mạng phi tập trung. CEO thì từ rất là lâu đã quan tâm đến việc gọi là mở rộng cái mô hình của Bitcoin, và Avalanche Consensus là sự tiếp nối trực tiếp từ nghiên cứu này để cho phép cái khối lượng giao dịch đáng kể so với nền tảng Bitcoin đi trước và cạnh tranh với cả Visa. Như mọi người đã biết thì Visa hiện tại đang có TPS xử lý lạnh là 24.000 TPS mỗi giây, và Avalanche thì hiện tại như chúng ta vừa xem thì nó là hơn 4.500 đúng không? Và mục tiêu của Avalanche là vượt qua cái nền tảng đó là Visa về tốc độ xử lý lạnh. Và cũng giống như CEO thì những người đồng sáng lập như Kevin Siddiqui, Malfam Jean cũng có liên kết với Đại học Cornell. CEO thì là cố vấn cho Jean và cũng là người đang theo học tiến sĩ về khoa học máy tính. Phần còn lại của đội team dev thì hầu hết đều là các chuyên gia về khoa học máy tính, kinh tế, tài chính và luật. Mọi người có thể thấy rằng hiện tại đội team dev thì đa phần là những người có rất là nhiều kinh nghiệm ở trong các cái lĩnh vực về khoa học máy tính, đặc biệt là CEO của dự án thì còn là tiến sĩ về chuyên môn về nghiên cứu khoa học máy tính nữa. Thì chắc chắn rằng mình cũng tin tưởng vào cái đội team dev này chắc chắn là sẽ thúc đẩy được cái sự phát triển của cái hệ sinh thái Avalanche và sẽ đưa cái hệ sinh thái Avalanche sẽ trở thành những cái hệ sinh thái gọi là top đầu về cái tốc độ phát triển hệ sinh thái, ứng dụng rất là nhiều những cái thực tế vào trong đời sống, đặc biệt là nền tảng blockchain. Về đội investor của dự án thì chúng ta có thể thấy rằng rất là nhiều những gương mặt sáng giá, đặc biệt là trên thị trường cryptocurrency và thị trường truyền thống đều có luôn, đang hợp tác với cả dự án này, đang ủng hộ cho dự án này. Thì có AU21 Capital này, hay là có Husky, 3L Capital, Polychain Capital, NCC, hầu như tất cả các cái quỹ này đều là những quỹ hiện tại đang đầu tư vào rất là nhiều dự án lớn và thành công trên thị trường hiện tại như là Solana hay là Ethereum đúng không? Ngoài ra Avalanche còn rất là nhiều các công ty tập đoàn lớn về truyền thống bên ngoài đang ủng hộ cho dự án này như là Microsoft, Google hay là Morgan Stanley, AT&T và còn có cả một số trường đại học rất là danh tiếng như là Harvard. Ngoài ra chúng ta có thể thấy rằng hiện tại cái dự án này đang có một cái điểm cực kỳ là sáng, đó là họ đã hợp tác được với cả hai tổ chức thuộc chính phủ, đó là gồm có Quintana Roo thì được biết nó là một cái bang của Mexico, và một cái bên nữa tổ chức nữa đó là Ripple. Thì họ đang hỗ trợ cái gì? Là đang hỗ trợ về các cái nền tảng kiểm chứng cho các cái tổ chức doanh nghiệp và chính phủ khởi chạy nội dung, xây dựng ứng dụng và tạo mạng con với quyền kiểm soát về việc triển khai, với việc tuân thủ bảo mật dữ liệu cũng như là các cái quy tắc được khai thác tích hợp sẵn trong nền tảng này, như là phát hành và giao dịch tài sản này, tiền tệ kỹ thuật số ngân hàng trung ương CBDC, nợ tài chính, nhận dạng kỹ thuật số, theo dõi tài liệu hay là quản lý quỹ bảo hiểm, sở hữu về trí tuệ, cho vay địa ốc hay là các cái nền tảng khác như là chuỗi cung ứng hoặc là tài trợ về thương mại luôn. Đó thì chúng ta có thể thấy rằng hiện tại thì có rất là nhiều các cái dự án khác nhau mà chưa có thể là hợp tác được với những tổ chức của chính phủ. Như mọi người đã biết thì hiện tại hầu hết tất cả quốc gia đang khó khăn rất là nhiều đối với cả nền tảng về crypto đúng không? Và hiện tại dự án Avalanche đang hỗ trợ và hợp tác với cả hai cái tổ chức chính phủ. Quintana Roo thì nó là một cái cơ quan hiến pháp lập pháp thuộc một cái bang của Mexico, và cái Ripple này, Ripple thì nó sẽ là một cái thị trường chứng khoán tài trợ kiện tụng, nó hỗ trợ về cái mảng gọi là mua và bán các mã thông báo liên quan đến cổ phần ở trong một cái vụ kiện tụng nào đó. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ đến với một số thông tin tin tức quan trọng về cái nền tảng hệ sinh thái của Avalanche trong thời gian vừa qua và sắp tới nhé. Một cái quỹ của Avalanche đã ra mắt cái quỹ là Billiard trị giá là $200 triệu để thu hút sự đổi mới trên chuỗi của mình. Đó thì ở đây rất là chi tiết về cái thông tin này là Avalanche Foundation này đã tổ chức đứng sau cái chuỗi của Avalanche công bố cái sự ra mắt của Billiard là một cái quỹ sẽ thu hút sự phát triển đổi mới trên hệ sinh thái của Avalanche. Và cái quỹ $200 triệu này cho cái nhiệm vụ của mình thì bao gồm các cái khoản đóng góp đến từ Avalanche Foundation này, Avalanche hay là Polychain Capital và Tree-Round Capital cùng với những người tham gia khác. Ok, thì chúng ta sẽ đến với thông tin thứ hai, đó là về công ty kế toán Big Four Deloitte. Họ đã thúc đẩy một quan hệ hợp tác với cả Avalanche để tận dụng cái chuỗi khóa Avalanche. Và trong thời gian vừa qua thì chúng ta cũng chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của đồng AVAX, là cái đồng coin hiện tại là native token của hệ sinh thái Avalanche, đã tăng vọt lên và đạt cái mức cao nhất ATH của thời đại. Thì AVAX cái thời điểm đó họ đã đạt được là họ đã lọt vào top 10 cái đồng coin gọi top đầu ở trong cái coin market cap. Tiếp theo thì chúng ta thấy rằng là hiện tại thì Avalanche đã thêm cái thanh toán fiat tích hợp Alchemy Pay
thì họ đã công bố tích hợp thanh toán fiat linh hoạt ở trên nền tảng mạng của họ, nhờ họ tích hợp vào cái nền tảng gọi là Achami Pay. Achami Pay thì nó là một cái giải pháp thanh toán làm cầu nối giữa các nền kinh tế fiat và tiền điện tử. Và giờ đây thì chúng ta có thể là cung cấp hỗ trợ các mã thông báo gốc của Avax, của blockchain công khai của Avalanche để có thể là thanh toán trực tiếp luôn. Và cái tin tức tiếp theo thì Everrise họ đã mở rộng cơ sở hạ tầng bảo mật DeFi cho cái nền tảng Phantom và Avalanche. Thì Everrise nó là một cái nhà cung cấp giải pháp bảo mật và cầu nối blockchain, mang lại cái việc gọi là mua lại tiền điện tử, đã mở rộng sang cái chuỗi Phantom và Avalanche vào cuối tuần. Và cái việc mở rộng hai cái nền tảng blockchain này thì cái mã thông báo Everrise là cái đồng Rise và cái hệ sinh thái có sẵn rồi ở trên tổng số 5 blockchain. Các cái nền tảng blockchain khác như Avalanche và Phantom thì mang đến cho Everrise một cái cơ hội thú vị để cung cấp các cái địa app rộng rãi hơn nữa. Và cũng vào ngày 18 tháng 2 năm 2022 vừa qua thì Lapdash đã xếp hạng cái nền tảng đó là Dexta.com chạy trên nền tảng của Avalanche với tư cách là một trong 7 Dex hàng đầu cho 7 blockchain hàng đầu. Ok, thì đó là một số thông tin tin tức, đặc biệt là còn rất là nhiều thông tin khác mọi người có thể đọc trực tiếp trên các nền tảng báo lớn như là Cointelegraph, Bitcoin.com hay Lapdash hoặc là Bloomberg nhé. Và cuối cùng chúng ta sẽ đến với đồng coin hiện tại đang sử dụng trong cái dự án Avalanche, đó là cái đồng Avax. Thì tại thời điểm mình làm video đây, đồng Avax đang giao dịch hầu hết tất cả các sàn với giá là 83 đô la. Hiện tại cái giá này thì nó đã giảm 1,97% trong 24 giờ vừa qua và cái mức ATH cao nhất một thời đại đạt được là 146 đô la vào ngày 21 tháng 11 năm 2021 vừa qua. Và hiện tại thì so với ATH thì nó đã giảm là 43,2% đúng không? Nguồn cung tối đa của cái đồng Avalanche như mọi người đã biết thì nó là 720 triệu đồng và cung lưu thông bên ngoài thị trường đang là 245,29 triệu ở cái đồng token này. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ là 471 triệu và đã được giao dịch trên 55 thị trường, 34 sàn, trong đó thì sàn Binance vẫn là sàn sôi động nhất với khối lượng giao dịch lớn nhất. Avalanche thì hoạt động riêng ở trên nền tảng blockchain của nó, thị phần của nó hiện tại trên toàn bộ thị trường tiền tử là 1,09% với giá trị vốn hóa thị trường là 20,3 tỷ đô la. Và trên trang thống kê DeFi Llama, chúng ta có thể thấy rằng hệ sinh thái của Avalanche thì rất là phát triển với cực kỳ là nhiều dự án hỗ trợ rất là nhiều các nền tảng khác nhau, các mảnh ghép khác nhau và total value lock của nó đạt được đó là 10,8 tỷ đô. Nó đang xếp hạng thứ 5 ở trên bảng xếp hạng chỉ sau Ethereum, Terra, Phantom và BSC. Đồng Avalanche thì từ khi ICO so với ETH thì ROI của nó đạt được là 29.000%, tương đương với khoảng tầm 292 lần, nó đã x khoảng 292 lần. Và so với thời điểm hiện tại thì nó là x khoảng hơn 160 lần đúng không? Là 16,5 nghìn %. Và nếu mọi người muốn mua đồng coin này để tích trữ thì chúng ta có thể là tham khảo một số điểm mua như là 77 đô này hoặc là 55 đô la. Còn sâu hơn nữa thì chúng ta có thể là phân bổ vốn để chúng ta có thể DCA được nhé. Mình nghĩ rằng hiện tại thì hệ sinh thái nó rất là phát triển cùng với sự kết hợp rất là nhiều các cái nền tảng khác bên ngoài truyền thống cũng như là bên trong thị trường crypto thì chắc chắn là hệ sinh thái này còn bùng nổ hơn nữa và nó không dừng lại ở vốn hóa là 20 tỷ đâu. Ok, thì qua video này mình và mọi người đã cùng tìm hiểu qua cái nền tảng hệ sinh thái Avalanche là một cái nền tảng hệ sinh thái rất là phát triển trong thời gian vừa qua, đặc biệt được cực kỳ các cái báo lớn đã nhắc đến và các cái công ty hợp tác lớn bên ngoài họ đã để ý đến rất là nhiều với cái nền tảng Avalanche. Mọi người ý kiến như thế nào về cái hệ sinh thái này và mọi người có thể là bổ sung thêm ở dưới phần bình luận của video nhé. Và tất cả nội dung trong video này sẽ mục đích cung cấp thông tin cho mọi người về một cái dự án tiềm năng và không được xem là lời khuyên đầu tư tài chính. Mọi người cảm thấy video hữu ích hãy để lại một like, một subscribe để ủng hộ kênh YouTube của mình. Xin được chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em ở những video sau.